Located in a humid tropical area with very favorable climate, Vietnam has abundant and diverse flora and fauna. This system is considered to be the source of abundant raw materials for the traditional handicraft production. However, the craft industry in Vietnam has been developed locally on a period of many years. The improper investment has caused the exhaustion of materials gradually. The income of people from the traditional craft industry is not stable due to the lack of market development strategy. The joint program Green Production and Trade to increase income and employment opportunities for the rural poor works to increase income and employment opportunities for some 4,800 poor farming and craftsmen in four northern provinces of Vietnam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. The program's approach is to develop better integrated, pro-poor, and environmentally sustainable green value chains, enabling poor growers, collectors, and producers to improve their products and link these to more profitable markets. The complex challenges faced by five value chains, ranging from sustainable raw material production, entrepreneurial skills development, and cleaner production to market linkages and trade information deficits, can best be addressed by a joint program which combines the core competencies of the relevant UN agencies, Food and Agriculture Organization, FAO, UN Industrial Development Organization, UNIDO, International Labour Organization, ILO, UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, and International Trade Center, ITC. There are also contributions from the Vietnam Handicraft Exporters Association, Vietcraft, and the Vietnam Trade Promotion Agency, Viettrade. I think this is, there are a couple of reasons why MBGF in particular is interested in this area. One is because it's often associated with culture. And culture is often a, you know, in moving towards increasing the economy of different countries, culture is often a forgotten element. And so what we like to do, which is the case here in Vietnam, is we like to work with producers of crafts that also incorporate culture into whatever product that they are preparing. So that's one of our interests, and that brings up the culture of those different ethnic minorities or the country. But also this is a way to reduce poverty of those families, to increase in general the economy of the country as well. Most of the program's intervention activities are developed based on initial study on socio-economic conditions of the project's communes, as well as value chain studies for five target product groups. Therefore, the program can determine appropriate interventions for each commune with its competitive advantages. Within the four provinces, the project focuses on support for five value chains, namely bamboo rattan, sericulture, seagrass, lacquer, and handmade paper. The project's approach is to support the whole value chain from growing raw materials, preliminary processing and processing of raw materials, production, to final product development and market access. For material plants grower, the project has provided seeds, fertilizer, and support for technical training, technology, and for planting and harvesting of raw materials in a sustainable way. VH13 is the new variety provided by the program. This variety brought up more bigger, thicker, greener mulberry leaves and shorter internode in comparison to the old local one of Hà Bắc. Trials conducted by scientists showed that this variety could produce leaves every month from February to December with a yield of 35 to 40 tons per hectare per year. Tháng 2 cho đến tháng 12 là nó đều có lá cả.
mà tính ra là coi như cái của cái VH13 này nó cho thu nhập là 35-40 tấn trên ha trên năm. Besides stabilizing the raw materials, the issue of material collection, make use of the redundant materials are also of the project's interest. The byproducts, waste products from the material plants have been reused. This helps save raw materials and contributes to reducing pollution to the surrounding environment. At the same time, ongoing training courses were provided with the aim of raising farmers' awareness and working skills, changing their working conditions, thereby saving materials, time and effort for high production efficiency and productivity. I have learned from this class the knowledge of improving the working condition as well as working methods and working environment of the production lines of bamboo, rattan, sericulture and other plants. From here on, I collect and disseminate to other households to improve the working facilities, conditions and environment for safer and more effective works. For companies manufacturing and trading handicrafts, the program developed production manuals and quality management guidebooks and transferred equipment, tools such as dryer, dyeing unit. The program also support on technical improvements to increase productivity and quality of fuel, on cleaner production along with ongoing training. The project also supported the production units above by sending them to visit efficient operation models in other provinces of Vietnam, as well as exhibitions in the United States. Ensuring input materials, fostering producing techniques are not enough, as markets for output products are always obstacle to the traditional commodity production. In order to ensure each of our five value chain reach efficiency, UN agencies involved in the project together aided producers in designing and diversifying product patterns, in linking farmers with producers and the market. The approach of assisting farmers through enterprises is that enterprises will orient farmers what to produce and enterprises will collect the farmers' products and sell. The linkage here is that farmers make preliminary products, enterprises provide input materials, finished products, seek for markets and export products. Therefore, this is a sustainable production chain in which laborers and enterprises have a close relationship. The project gives producers with the products an opportunity to participate in the trade fair which annually organized in Vietnam. This is a great chance for producers to introduce their traditional products to domestic and international customers, as well as seek for new markets. The exhibitions of international stature like Lifestyle Vietnam really spread products of the Vietnamese traditional spirit and values around the world. Thus, employment opportunities and incomes are increased thanks to new product orders. After 3 years of cooperation, we have received many benefits that the program brings out. For example, the project helped us to have very deep intervention in the production process, technical assistance and training in production, aiming to minimizing environmental impact, as well as increased income for the people of the craft villages. Secondly, the program helped us with trade promotion and product design by sending the expert helping us to design our products. Some of these products are presenting at the Common Dome in the center of this fair. Thirdly, the program took us to the international fairs, such as in January 2012, we were attending the fair of New York Gift Show.
The program also cooperated with a number of other non-governmental organizations to organize such visits. After 3 years of implementation, the joint program of green production and trade to increase income and employment opportunities for the rural poor in Vietnam has brought positive results. The raw material has been gradually stabilized as the productivity of raw material plants was increased significantly. The new product designs are constantly being developed. The domestic and foreign market has been expanded. Through fairs and exhibitions, products of the traditional handicraft villages are more and more domestically and internationally well-known. Making use of the most of waste materials not only protects the environment, saves raw materials, but also helps poor people with simple craft skills create beautiful products meeting the international standards. Thus, employment opportunities and incomes are increased thanks to new product orders. Trước đây thì hàng hóa tiêu thụ phẩm tôi rất kém, nhưng sau nhờ hỗ trợ dự án thì đổi mới cơ chế sản phẩm. We used to find difficulty in selling our products. Thanks to the program support, we changed the product patterns, diversified products. The program helped us to redesign products. We also had the opportunity to participate in the fair introducing the traditional Vietnamese handicraft villages. We got consumers there. With the results achieved, the joint program on green production and trade to increase income and employment opportunities for the rural poor in Vietnam, with its approach of the value chain, has contributed significantly to the creation of stable jobs for workers in rural areas, increased the income of the poor, and helped stabilize the lives of workers in rural areas. After 3 years of organizing, Lifestyle Vietnamese has been highly appreciated by business community as the best fair in Vietnam and in Asia. Enterprise is supported by the program of green production and trade through the fair can look for more customers and provide a better income for the producers within the four target provinces of the program. The program also creates sustainable green value chains on the traditional lands while maintaining the goal of crafting out the poverty for local people. Nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, với khí hậu hết sức thuận lợi, Việt Nam có một hệ thống thảm thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, phát triển xanh tốt khắp các vùng trong cả nước. Hệ thống thảm thực vật này chính là nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú cho các nghề thủ công truyền thống. Tuy nhiên, việc phát triển các ngành nghề thủ công ở một số vùng nước ta diễn ra một cách nhỏ lẻ, tự phát và việc đầu tư tái tạo chưa đúng hướng đang làm cho nguồn nguyên liệu dần cạn kiệt. Thu nhập của người dân từ các nghề truyền thống cũng không được đảm bảo do thiếu chiến lược phát triển thị trường một cách đúng đắn, khiến cho đời sống của người lao động vẫn quanh quẩn với đói nghèo. Dự án sản xuất và thương mại xanh, tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người nghèo nông thôn tại Việt Nam do Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên kỳ tài trợ ra đời từ năm 2010. Với mục tiêu giúp tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho người nông dân trên địa bàn 4 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Dự án sản xuất và thương mại xanh tiếp cận theo chuỗi giá trị với sự tham gia của 5 tổ chức Liên Hiệp Quốc là Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Thương mại và Phát triển UNTAC và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Vietcraft và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, Vietjet. Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỳ đặc biệt chú trọng vào phát triển nghề thủ công truyền thống bởi nhiều lý do. Một trong số đó là tính liên hệ mật thiết với văn hóa. Như bạn biết đấy, văn hóa ở một số nền kinh tế đang phát triển ở các quốc gia thường là yếu tố bị bỏ quên. Điều chúng tôi thực sự muốn làm ở Việt Nam là cùng với người sản xuất thủ công lồng ghép văn hóa vào những sản phẩm mới.
Đó là lý do mà chúng tôi thực sự quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của các quốc gia. Đồng thời đây cũng là cách để giảm nghèo cho các hộ gia đình và phát triển nền kinh tế nói chung. Dự án này được triển khai dựa trên những điều tra thực trạng ban đầu và đề xuất nhu cầu của các vùng dự án. Từ đó dự án xác định được những hoạt động can thiệp phù hợp với từng điều kiện của địa phương. Đây cũng chính là ưu điểm lớn của dự án, tập trung hỗ trợ theo chuỗi, dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Trong phạm vi 4 tỉnh trên, dự án hỗ trợ tập trung vào 5 chuỗi giá trị là mây tre, dầu tằm dệt vải, cói, sơn mài và giấy thủ công. Dự án hỗ trợ người nông dân theo một chuỗi giá trị tổng thể, bắt đầu từ khâu trồng nguyên liệu, chế biến, sơ chế nguyên liệu thô, khâu sản xuất cho đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng và tiếp cận thị trường. Đối với những vùng nguyên liệu, dự án hỗ trợ giống mới, phân bón, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nguyên liệu tới từng hộ nông dân. Từ đó sẽ là nền tảng để các hộ nông dân phát triển cây nguyên liệu, tạo nguồn đầu vào ổn định cho các cơ sở sản xuất. Giống dâu VH13 là giống mới của dự án so với cái giống dâu địa phương là giống dâu Hà Bắc ngày xưa này. Thì cái dâu VH13 này là lá nó to hơn này, tôi thấy là lá to hơn này, dày hơn này. Đấy. Và đồng thời là riêng cây là nhặt đốt hơn này. Đấy. Cái cây dâu là nhặt lá hơn. À. Mà lá nó có xanh đổi dày nó dày hơn này. Thì so với nếu như mà cần băng của nhà khoa học người ta nghiên cứu người thì điểm là riêng cái giống dâu VH13 này là thu hoạch cho lá là một năm là coi như từ tháng 2 cho đến tháng 12 là nó đều có lá cả. Mà tính ra là coi như của cái VH13 này nó cho thu nhập là 35-40 tấn trên hà trên năm. Sau khi ổn định được vùng nguyên liệu, vấn đề thu gom tận dụng các nguyên liệu thừa cũng được dự án quan tâm. Các phụ phế phẩm từ cói, mây tre trước kia vẫn bị bỏ đi thì nay đã được tái chế lại, tận dụng tối đa để tiết kiệm nguyên liệu và cùng góp phần giảm thiểu các yếu tố tác động không tốt đến môi trường sống. Song song với các hoạt động trên, dự án tiếp tục mở các lớp đào tạo để hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho người nông dân. Mở lớp hướng dẫn bà con nhân dân về việc cải thiện điều kiện làm việc tại hộ gia đình. Từ đó giúp người dân tiết kiệm được nguyên liệu, thời gian cũng như công sức mà vẫn đạt hiệu quả cao. Thì qua cái lớp tập huấn lần này thì tôi học được ở cái lớp tập huấn này là các cái cải thiện cái điều kiện làm việc và cải thiện cái phương thức cũng như tất cả cái môi trường làm việc. Của cái các cái ngành nghề hoạt động sản xuất như mấy tre đan rồi các điều kiện làm việc của dâu tơ tằm nói chung. Thì từ cái chỗ mà học được đấy về thì tôi sẽ tiếp thu về để truyền đạt lại những hộ khác cải thiện được nhiều cái phương tiện, những cái điều kiện cũng như cái môi trường để rồi làm việc có hiệu quả an toàn. Đối với các công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công, dự án sản xuất và thương mại xanh đã giúp xây dựng các sách hướng dẫn và sổ tay quản lý chất lượng, hỗ trợ về thiết bị, công cụ như thiết bị sấy khô, máy cân sơn, các thiết bị nhuộm. Ngoài ra dự án còn giúp cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng nhiên liệu, hỗ trợ sản xuất sạch hơn, cùng với đó là hỗ trợ với các trang thiết bị và đào tạo tập huấn đến tận các doanh nghiệp. Sản phẩm của 5 chuỗi giá trị đều được dự án hỗ trợ thiết kế mẫu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Các hộ sản xuất cũng thường xuyên được đưa đi tham quan các mô hình điểm tại những địa phương khác để có thể nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng thực tiễn vào địa phương mình. Dự án sản xuất và thương mại xanh
đã chú trọng thúc đẩy thị trường trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ một cách bền vững. Hỗ trợ người dân thông qua doanh nghiệp để là doanh nghiệp là người ta là cái vấn đề là sản xuất cái gì, người dân sản xuất cái gì và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Cái mối liên hệ là người dân thì sản xuất, doanh nghiệp thì tìm kiếm thị trường và thông qua cái vấn đề để nguyên liệu đầu vào và sản xuất sản phẩm và xuất khẩu. Như vậy là một cái chuỗi giá trị là sản xuất bền vững giữa thông qua giữa người lao động và doanh nghiệp để có một mối quan hệ chặt chẽ. Việc phát triển thị trường, tạo hướng đi cho sản phẩm là điều được dự án đặc biệt chú trọng. Việc tham gia những hội chợ lớn như Lifestyle Việt Nam 2012 khiến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Việc xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ triển lãm thực sự đã đưa những sản phẩm mang tinh thần và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trong 3 năm hợp tác thì chúng tôi đã hưởng rất nhiều cái lợi ích mà bên dự án đem lại. Ví dụ, dự án giúp chúng tôi can thiệp rất sâu vào quy trình sản xuất, hỗ trợ cái kỹ thuật đào tạo về sản xuất để làm sao sản phẩm làm ra giảm thiểu cái tác động môi trường cũng như là tăng thu nhập cho người dân của làng nghề. Cái thứ hai là dự án giúp chúng tôi trong việc xúc tiến thương mại và thiết kế sản phẩm. Ví dụ, có một số chương trình là nhờ cả chuyên gia về thiết kế sản phẩm để bán chúng tôi. Cả một số dự án đang bày ở bên chợ gian hàng chung đấy là có của bên dự án này. Và thứ ba là xúc tiến thương mại gồm có đưa chúng tôi đi các hội chợ quốc tế. Thí dụ như là tháng 1 năm 2012 thì chúng tôi có được tham dự hội chợ New York Expo miễn phí và cũng bên dự án xanh có thương kết hợp với một số tổ chức phi chính phủ khác để tổ chức ra những cái đoàn tham quan như vậy. Sau thời gian triển khai dự án sản xuất và thương mại xanh đã thu được những kết quả khả quan. Các vùng nguyên liệu được phát triển ổn định hơn, năng suất và sản lượng được cải thiện. Việc tận dụng tối đa các phế phẩm không chỉ bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu mà còn giúp người dân nghèo có những kỹ năng thủ công đơn giản để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, đáp ứng thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, người dân cũng được trau dồi các kỹ năng về quản lý, kinh doanh và tiếp cận thị trường. Thì trước đây thì hàng hóa tiêu thụ sản phẩm chúng tôi rất kém. Nhưng sau nhờ hỗ trợ của dự án thì đổi mới cơ chế cái sản phẩm, tức là đa dạng hóa sản phẩm. Ví dụ như dự án Lộc Kim, chú Chị Hồng, dự án chú Viện nghiên cứu học các làng nghề Việt Nam cũng đã giúp chúng tôi là đổi mới những cái hàng mẫu mã thiết kế cho chúng tôi. Qua đấy thì chúng tôi là cũng được dự án cho đi các hội chợ giới thiệu sản phẩm các làng nghề thủ công Việt Nam, thì chúng tôi được cũng gặp được bạn hàng. Dự án thành công đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người trồng, người sản xuất, các doanh nghiệp và khách hàng, mở rộng thị trường, đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Thì nói sau 3 năm tổ chức thì Lifestyle Việt Nam đã được các doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một hội chợ tốt nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ và cũng là một hội chợ xứng tầm với khu vực. Và các doanh nghiệp mà trong phạm vi của chương trình sản xuất và thương mại xanh hỗ trợ cũng thông qua cái hội chợ này thì tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn và đồng thời là cũng đem lại thu nhập tốt hơn cho những người sản xuất trong phạm vi 4 tỉnh mà được hưởng lợi với chương trình này. Qua những kết quả đã đạt được, dự án sản xuất và thương mại xanh đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển ổn định, hiệu quả các nghề thủ công mỹ nghệ theo một chiến lược định hướng lâu dài, tạo ra chuỗi giá trị xanh bền vững trên các vùng đất truyền thống. Đồng thời, duy trì mục tiêu thoát nghèo từ nghề thủ công cho người dân địa phương.